Từ nãy giờ tôi đã giúp các anh chị về cách mà làm thế nào để xác định được cái giá trị sống của mình. Một số người đến hỏi tôi á là anh ơi, em không biết em có giá trị gì luôn á. Thực sự như vậy. Em không biết em có giá trị gì luôn thì câu trả lời đó thì báo anh chị biết đó là cái người đang ở dạng gọi là gì ạ? Cái người mất phương hướng. Cái người này không có gì ạ, không có cái mục tiêu của mình. Đó, không có cái mục tiêu. Và báo cho các bạn biết đó là cái người này cảm giác thì mất phương hướng và mất đi hoàn toàn cái kim chỉ nam của đời của mình, tức là mà họ mất phương hướng hoàn toàn. Thế thì làm thế nào để xác định được cái mục tiêu phù hợp với cái giá trị sống của mình? Thì ngày hôm nay đây, tôi sẽ giúp cho các bạn làm điều này, đó là xác lập cái mục tiêu đích thực phù hợp với giá trị sống. Nếu như bạn thiết lập một mục tiêu mà không hợp với giá trị sống thì bạn sẽ dễ bỏ cuộc hoặc là bạn sẽ không đạt được cái thành quả cao trong cuộc sống này. Thế thì làm thế nào để xác định được cái mục tiêu phù hợp được cái giá trị sống của mình? Và giá trị sống tôi đã giúp các anh chị xác định rồi, là cái điều gì đó trong cuộc sống xảy ra mà làm cho bạn có cảm xúc mãnh liệt nhất và bạn sẽ gì, đó chính nó hình thành là cái giá trị sống của bạn. Ví dụ giá trị sống của bạn là thương người, có lòng trắc ẩn hoặc là cứu mang chẳng hạn, thì nó cái những cái giá trị sống của bạn. Hoặc là cái giá trị sống của bạn đeo đuổi đó là giúp đỡ người khác, đó là giá trị sống của bạn. Và hoặc là giá trị sống của bạn đó là theo đuổi về hiện kim, về kim tiền chẳng hạn, thì cái gì mà càng vật chất thì bạn bị hút đó cái giá trị sống của bạn. Nhưng mà có nhiều người thì ngược lại, đó là những cái vật chất đó không phải là điều họ của họ mong muốn, mà họ là liên quan đến hậu vật chất. Hậu vật chất tức là những giá trị về tinh thần, những giá trị về tình cảm, những giá trị về gia đình. Thì có rất nhiều cái loại người trong cuộc sống này đó. Thế thì mục tiêu nào thì là phù hợp với cuộc sống chúng ta, với cái giá trị sống của mình? Thì để xác định được mục tiêu thì làm ơn anh chị, làm ơn trả lời cho tôi bốn câu hỏi này và viết xuống. Bởi vì toàn bộ cái chuỗi series livestream của tôi là nói về thiết lập mục tiêu sao cho phù hợp và làm thế nào để đạt mục tiêu và làm thế nào để dựa đến mục tiêu đó dùng công cụ nào để đạt tự do tài chính. Tự do tài chính ở đây có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là không phải có quá nhiều tiền nhưng ít nhất là có đủ tiền để trang trải cuộc sống và giúp đỡ gia đình và có thể sống trên mức cơ bản, và chúng ta tự do là bắt buộc không phải làm việc nhưng mà chúng ta vẫn có tiền sống, thì đó gọi là financial freedom, tức là tự do tài chính. Thế thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi sau đây. Một, đó là ba mục tiêu quan trọng nhất của công việc hiện nay của bạn là gì? Chúng ta phải ghi xuống ba mục tiêu. Cái nữa là cái mục ba mục tiêu tài chính của bạn hiện tại là gì? Ví dụ tôi tập trung nhiều hơn về mục tiêu tài chính nha. Ba mục tiêu tài chính của mình hiện tại: một, làm thế nào để nâng mức thu nhập lên 50 triệu một tháng, đó là mục tiêu đầu tiên. Hai, làm thế nào để duy trì điều đạt điều này 50 triệu trong vòng liên tục trong 6 tháng đến 9 tháng. Và mục tiêu thứ ba, làm thế nào để tôi có đến tận là 3 đến 5 nguồn thu nhập, thì đó là ba mục tiêu mà ví dụ tôi lập thì tôi lập như vậy. Anh chị nghe lại nha. Ba mục tiêu tài chính quan trọng mà tôi lấy ví dụ trường hợp của tôi này, ví dụ này, làm ba mục tiêu ví dụ như làm thế nào, tức là mục tiêu là làm thế nào để có ví dụ 100 triệu trong vòng một tháng. Đó, 100 triệu. Rồi, làm thế nào để duy trì việc này trong vòng thời gian 1 năm đến 3 năm liên tục mỗi tháng nào có 100 triệu, ví dụ vậy. Và cái thứ ba là gì? Là gì ạ? Lúc nãy tôi nói cái thứ ba là gì ạ? Làm thế nào để có 3 đến 5 nguồn thu nhập thêm ngoài cái nguồn thu nhập chính và phụ hiện nay, thì có thêm 3 đến 5 nguồn khác, thì đó là ba mục tiêu tài chính. Đó, tôi lấy ví dụ như vậy để cho bạn dễ hiểu. Rồi. Đến mục tiêu nữa là mục tiêu về gia đình. Thì ba mục tiêu quan trọng với gia đình của bạn hiện nay là gì? Ví dụ gia đình phải đi du lịch, gia đình phải hạnh phúc, hoặc là gia đình của bạn phải không có cãi nhau vì tiền. Đó. Thật là đau đớn khi mà gia đình của bạn mà suốt ngày cãi nhau vì tiền, thì sức mẻ tình cảm trên tiền bạc là một cái thứ sức mẻ nó rất là nó báo anh chị biết đó là sơ đẳng nhất. Mà tôi lại thấy đó là điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta, là mọi gia đình đều cãi với nhau hay là gặp vấn đề đa số đều đến từ việc đó là tài chính bất an, đúng không? Các anh chị đồng ý với tôi không ạ? Nếu anh chị đồng ý có thể comment cho tôi biết, là anh chị comment số 2 á, thì anh chị đồng ý với tôi là tất cả mọi thứ xảy ra về gia đình của bạn hiện nay là do vấn đề tài chính là nhiều nhất. Thì nếu anh chị đồng ý điều đó thì sao ạ? Chúng ta comment số 2. À, comment số 2. Và cái câu hỏi số 4 đó là ba mục tiêu quan trọng nhất về sức khỏe là gì? À, hãy nhớ điều này, trong chương trình của tôi Master Thông
tôi chia sẻ với các bạn về xây dựng và thiết lập mục tiêu và đạt mục tiêu tài chính và tự do tài chính đó, thì trong những mục tiêu về công việc, về tài chính hiện tại, về mục tiêu gia đình, thì hiện nay mục tiêu về sức khỏe nữa tôi cũng đề cao. Bởi vì tôi đã nói trong những cái video trước, những cái buổi live stream trước là tất cả những người thành công là những người hoàn toàn khỏe mạnh, những người có năng lượng cao, những người tràn đầy sức sống chẳng hạn. Ví dụ anh chị biết không, hiện nay một tuần là tôi nói chuyện trung bình 5 buổi, anh chị biết. Tôi đào tạo vào thứ bảy, tối thứ hai thì tôi làm gì ạ? Buổi tối thứ hai đó là tôi sẽ làm gì ạ? Tôi làm chương trình gọi là live stream thế này, live stream. Buổi thứ ba tôi đào tạo, thứ tư thì sao ạ? Coaching. Thứ năm thì cũng đào tạo và thứ sáu thì có live stream đó. Hầu như một tuần là tôi chỉ nghỉ có mỗi tối thứ tư và chủ nhật thôi, còn lại là tôi làm liên tục điên cuồng như vậy và làm việc là sao liên tục với trạng thái năng lượng cao. Cho nên tất cả những người thành công và giàu có thực sự là những người có sức khỏe tốt và quan trọng là năng lượng cao, và liên tục họ có thể làm việc liên tục được đó. Và cái mục tiêu á, mà phù hợp với giá trị sống của bạn, tôi nhấn mạnh lại đó là mục tiêu do chính bạn chọn nha, hãy nhớ điều này. Cái mục tiêu mà do chính bạn chọn chứ không phải là mục tiêu do ai chọn. Nếu như mục tiêu do bạn chọn thì bạn mới đam mê, bạn làm nó hết mình và bạn thực sự đạt muốn đạt đó. Còn nếu cái mục tiêu đó mà do ai chọn cho bạn thì bạn sẽ dễ từ bỏ nếu mà gặp khó khăn. Cho nên cái giá trị sống của bạn á, nó quyết định đến việc đặt mục tiêu nha. Đó. Ví dụ bạn mục tiêu về đặt mục tiêu về tài chính thì giá trị sống của bạn là muốn lo gia đình này bình an, khỏe chẳng hạn, hoặc là có nhiều điều kiện để cho con cái học tập hoặc là gia đình du lịch. Thì khi anh chị có cái giá trị sống lớn về gia đình như vậy thì điều gì xảy ra? Thì điều gì xảy ra? Tôi muốn nói các anh chị đó là khi mà anh chị có mục tiêu gia đình như vậy á thì chúng ta sẽ làm gì? Đó là chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta làm thế nào để tài chính của chúng ta vững vàng hơn, thì gia đình chúng ta sẽ bớt chuyện hơn, nhiều chuyện xảy ra từ vấn đề tài chính mà ra. Đó, mục tiêu của chương trình của tôi đa số nói về vấn đề tài chính là nhiều, những vấn đề khác thì tôi không động tới, bởi vì sao ạ? Phạm trù nó rộng, cho nên tôi tập trung focus on về lĩnh vực về về tài chính thôi. Đó. Và nhớ mục tiêu do mình chọn chứ không phải do ai chọn, nhớ nha.